Của bài tổ chức ngành y tế Việt Nam thì hôm trước anh chị đã có tìm hiểu về cái mô hình chung của mạng lưới y tế Việt Nam, có phân loại chia theo ba loại, đó là thứ nhất là theo tổ chức hành chính, thứ hai là theo thành phần kinh tế, thứ ba đó là theo hai khu vực. Theo tổ chức hành chính thì ở đây là mình có chia ra, đó là y tế tuyến trung ương và y tế tuyến địa phương. Tuyến địa phương thì mình có chia ra là ở tuyến tỉnh và tuyến cơ sở. Đó, tuyến cơ sở là gồm có phòng y tế và trạm y tế. Rồi như vậy là nhìn chung đó là mình sẽ có tất cả là 4 cấp, cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đó, cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã ha, mình sẽ có chia ra 4 cấp như vậy. Ở cấp trung ương thì cái cơ quan mà mình sẽ tìm hiểu đó là Bộ Y tế, đương nhiên là Bộ Y tế. Và cụ thể mà cơ quan quản lý về lĩnh vực dược đó là Cục Quản lý Dược. Ở tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì cơ quan đó là Sở Y tế. Ở tuyến quận, huyện, thị xã là Phòng Y tế. Và ở tuyến xã, phường, thì cơ quan đó là Trạm Y tế. Rồi, như vậy thì về cái tổ chức theo hai khu vực đúng không? Theo hai khu vực thì anh chị biết rồi là mình có là khu vực chuyên sâu và khu vực phổ cập. Đó, khu vực chuyên sâu là ở trung ương cho đến tỉnh. Còn khu vực phổ cập là từ tỉnh cho đến tuyến cơ sở. Có nghĩa là tỉnh, huyện, xã là thuộc khu vực y tế phổ cập. Trung ương đến tỉnh đó là khu vực y tế chuyên sâu. Rồi, về cái cơ cấu tổ chức của tuyến y tế trung ương đúng không các anh chị, thì Bộ Y tế đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Y tế, và Bộ Y tế là cơ quan thuộc chính phủ. Là cơ quan của chính phủ. Bộ trưởng sẽ phụ trách chung, còn phụ trách các cái lĩnh vực đó, có nghĩa là giúp việc cho bộ trưởng là có các thứ trưởng sẽ phụ trách các cái lĩnh vực, có các cục chuyên ngành, các vụ chuyên ngành, có văn phòng Bộ Y tế, có thanh tra Bộ Y tế. Đó, như vậy đây là được xem là cái tuyến cao nhất trong tổ chức mạng lưới y tế. Và Bộ Y tế đây là cơ quan của chính phủ. Đó, thì ở trong cái sơ đồ thì các anh chị đã thấy rồi. Bộ trưởng sẽ phụ trách chung. Giúp việc cho bộ trưởng là có các thứ trưởng, và thứ trưởng sẽ phụ trách ở từng các lĩnh vực. Đó, thì mình có thể tham khảo ở đây là về các cục và các vụ. Đó. Ngoài ra còn có khối các đơn vị sự nghiệp, ví dụ như là có báo Sức Khỏe và Đời Sống, có tạp chí Y học Thực hành, tạp chí Dược học. Đây là khối các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế. Rồi, như vậy thì các cái đơn vị mà trực thuộc Bộ Y tế thì nó có chia ra là 6 lĩnh vực. Đúng không? Có chia ra 6 lĩnh vực. Thì ở đây là thứ nhất là hệ điều trị, thứ hai là hệ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thứ ba là hệ đào tạo, thứ tư là sản xuất kinh doanh, thứ năm là kiểm tra chất lượng, thứ sáu là truyền thông giáo dục sức khỏe. Đó, như vậy là mình có chia ra ở đây là 6 cái lĩnh vực. Rồi, như vậy thì hôm trước là hệ điều trị, thì anh chị nào có thể nhắc lại là điều trị thì mình gồm có bao nhiêu bệnh viện và ví dụ như là những cái bệnh viện nào. Rồi mời Thúy Diễm. Thí Diễm không thấy nói nha. Có anh chị nào khác không? Thí Diễm chưa bật mic em ơi. Nói không có nghe được. Dạ cô ơi, cô nghe chưa cô? Rồi bây giờ mới nghe nè. Dạ thưa cô, là hệ điều trị thì có 34 bệnh viện ạ. Có các bệnh viện như là Bệnh viện Chợ Rẫy,
Bệnh viện mắt trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương ạ. Rồi, tiếp theo thì hệ đào tạo nghiên cứu khoa học, thôi mời bạn khác. Nghiên cứu khoa học không? Hôm trước mình học rồi mà, đào tạo nghiên cứu khoa học thì gồm có bao nhiêu viện và gồm có ví dụ như là viện nào, mình có thể đưa ra ví dụ. Các anh chị khác có đang nghe không? Dạ, em trả lời cho cô. Rồi, mời chị Hằng. Dạ, cô gồm có 18 hệ vừa hệ đào tạo mà vừa nghe. Alo, không nghe chị ơi. Rồi, như vậy thì mời Diễm Phúc đi. Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Viện Sốt rét ký sinh trùng vi trùng Quy Nhơn, Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Alo. Cô nghe không cô? Rồi thì đó là bạn đã trả lời xong về 18 viện đúng không? Đó, về đào tạo thì mình có các trường, đó là có 11 trường. Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ha, thì mình chú ý đó là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, về hệ thống sản xuất kinh doanh thuốc trực thuộc Bộ Y tế thì có Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế. Còn về hệ thống kiểm tra chất lượng ha, thì mình là có viện, cũng là viện nhưng mà viện liên quan đến kiểm nghiệm, ví dụ như là Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, đó, Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm. Rồi về hệ truyền thông, thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe thì có Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương. Đó, thì đó là các anh chị thấy là mình có các cái đơn vị sự nghiệp, tất cả là có 69 đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đó, trực thuộc, đây là những cái cơ sở trực thuộc của Bộ Y tế nha. Đó, đây là những cái cơ sở mà trực thuộc của Bộ Y tế. Đó, như vậy các anh chị nhớ là mình có 69 cái đơn vị ha, trực thuộc Bộ Y tế. Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu về cái cơ quan, đó là Cục Quản lý Dược. Cục Quản lý Dược thì đây là cái thông tin liên quan đến trang web, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thì cái địa chỉ nó cũng là cùng nơi với của cơ quan Bộ Y tế luôn đó. Như vậy Cục Quản lý Dược thì đây là cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, điều hành các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực dược và mỹ phẩm trong phạm vi cả nước. Đó. Như vậy đây là cục quản lý chuyên ngành. Đó. Quản lý, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, điều hành những cái hoạt động về lĩnh vực dược, về lĩnh vực dược trừ sinh phẩm chẩn đoán in vitro. Đó, như vậy liên quan đến thuốc thôi, liên quan đến dược trừ cái sinh phẩm chẩn đoán in vitro. Rồi và liên quan đến mỹ phẩm trong phạm vi cả nước. Thì hôm trước đã nói với anh chị là cục và vụ thì nó khác nhau như thế nào.
Đó, cục thì ở đây là có cơ, có tư cách pháp nhân ha, và đương nhiên cục quản lý dược cũng là cơ quan có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở làm việc tại Hà Nội. Đó thì như vậy là cái sơ đồ ha, cái sơ đồ đây các anh chị thấy là mình sẽ có về các cái phòng, có cái phòng ban. Thì mình sẽ thấy là có các phòng, nên mình chỉ có các phòng, ví dụ phòng kế hoạch tài chính, phòng pháp chế, phòng thanh tra, phòng quản lý giá thuốc, phòng đăng ký thuốc, phòng quản lý chất lượng thuốc, phòng quản lý kinh doanh dược, phòng quản lý mỹ phẩm, vân vân. Đó. Như vậy thì mình sẽ chú ý là cục quản lý dược hay là cơ quan có tư cách pháp nhân nha, có tư cách pháp nhân. Tiếp theo, sở y tế, đây là cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh hoặc là thành phố trực thuộc trung ương, giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên địa bàn. Thì sở y tế là cơ quan có, cũng có tư cách pháp nhân và cũng có con dấu và tài khoản riêng. Đó, chịu sự quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế, hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế. Đó có nghĩa là liên quan đến mà kiểm tra thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ là sẽ chịu cái sự chỉ đạo của Bộ Y tế. Còn chịu cái sự quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế, hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đó, nó khác nhau ha. Nếu như liên quan đến tổ chức, biên chế, đó, hoạt động thì là sẽ chịu cái sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Còn liên quan đến chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ ha thì là sẽ chịu cái sự chỉ đạo của Bộ Y tế. Đó, có nghĩa ví dụ như là bổ nhiệm giám đốc sở hay là phó giám đốc sở thì sẽ do ai bổ nhiệm thôi các anh chị? Giám đốc hay phó giám đốc sở y tế thì sẽ do ai bổ nhiệm? Do Ủy ban nhân dân tỉnh. Đó là do Ủy ban nhân dân tỉnh và cụ thể là do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ nhiệm nha. Còn ở đây là Bộ Y tế thì sẽ chỉ đạo về mặt chuyên môn nghiệp vụ. Đó thì các anh chị quay lại cái sơ đồ này. Quay lại cái sơ đồ này. Như vậy thì các anh chị thấy là Bộ Y tế là cơ quan của chính phủ. Sẽ quản lý những cái đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Đó, chia thành 6 lĩnh vực thì hồi nãy các anh chị thấy rồi đúng không? Quản lý các cái đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế chia thành 6 lĩnh vực thì hồi nãy các anh chị có thấy là về hệ điều trị, hệ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hệ đào tạo v.v. Đó. Rồi Sở Y tế là cái cơ quan trực thuộc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chịu sự chỉ đạo về biên chế, tổ chức là của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Còn chịu cái sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, sẽ chịu cái sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ là của Bộ Y tế. Đó. Rồi tiếp theo thì cũng tương tự là về cái thông tin, một số thông tin cụ thể của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, địa chỉ thì chắc các anh chị cũng đã từng đến đây rồi đúng không, ở địa chỉ 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi và đây là cái trang web của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Về quy định tổ chức và biên chế Sở Y tế thì có giám đốc sở và không quá là 3 phó giám đốc. Đó, có giám đốc sở và không quá 3 phó giám đốc đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Giám đốc sẽ đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Như vậy có nghĩa là ở đây anh chị thấy là mình cần phải có cái sự thống nhất ha, thống nhất quy định là không được quá 3 phó giám đốc. Vậy có nghĩa là tối đa là 3 phó giám đốc thôi, không có nhiều hơn. Không có nhiều hơn để có cái sự đồng bộ, thống nhất với nhau ở các cái địa phương. Và bổ nhiệm giám đốc phó giám đốc sở là do ủy chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm. Tại vì hồi nãy mình nói rồi, Sở Y tế là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc là thành phố. Và chịu cái sự chỉ đạo về toàn diện về tổ chức biên chế là của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cho nên là việc bổ nhiệm giám đốc hay là phó giám đốc sở là do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các anh chị. Đó, như vậy thì cái sơ đồ này nó cũng sẽ có thể hiện cho mình là Sở Y tế là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nè, bổ nhiệm giám đốc sở là do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đó, còn Sở Y tế chịu cái sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ là của Bộ Y tế, đúng không?
Rồi, và có các phó giám đốc, có các phó giám đốc và quy định ở đây là tối đa là mấy các anh chị? À, tối đa là 3, không được quá 3 phó giám đốc. Đó, có văn phòng sở y tế, có thanh tra sở y tế. Cũng giống như cái sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế thì các anh chị thấy là mình có văn phòng Bộ Y tế, có thanh tra Bộ Y tế, đúng không? Đó, và có các cục, các vụ. Thì ở đây là không phải các cục, các vụ mà gọi là các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Đó, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thì các anh chị có biết đó là những cái phòng, phòng nào không? Anh chị nào biết? Nếu như mà Bộ Y tế hồi nãy mình nói là có văn phòng Bộ Y tế, có thanh tra Bộ Y tế, rồi gồm có các cục, các vụ, đúng không? Các cục, các vụ, có tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình. Thì sở y tế cũng có văn phòng sở, có thanh tra sở và có các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Như vậy các phòng chuyên môn nghiệp vụ, ví dụ như là mình có các phòng nào? Anh chị nào biết? Mình biết phòng nào thì mình nói một phòng thôi, hai phòng thôi cũng được. Phòng tổ chức cán bộ hả cô? Phòng tổ chức cán bộ ở đây có, các anh chị nói là phòng nghiệp vụ y đúng không? Phòng nghiệp vụ y, phòng nghiệp vụ dược. Đó, là cũng đúng rồi đó nha, là có nghĩa phòng tổ chức cán bộ cũng đúng luôn. Thì ở đây là tổ chức các cái phòng chuyên môn nghiệp vụ ha, ví dụ như là phòng tổ chức cán bộ ha, các anh chị ghi thêm có phòng tổ chức cán bộ, phòng nghiệp vụ y, phòng nghiệp vụ dược, phòng kế hoạch tài chính. Đó, có phòng nghiệp vụ y, phòng nghiệp vụ dược, phòng kế hoạch tài chính. Và tùy ha, tùy theo cái yêu cầu quản lý của từng địa phương, có thể sẽ thành lập phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân, phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân, hoặc là mình gọi là có nơi thì gọi là phòng quản lý dịch vụ y tế đó. Có nghĩa phòng này là sẽ quản lý những cái cơ sở, những cái nơi, những cái cơ sở mà hành nghề y dược tư nhân, những cái nơi mà hành nghề y dược tư nhân, có nghĩa ví dụ như là các cái phòng khám, đúng không? Đó, thì số lượng tổ chức thuộc sở y tế ở đây là không quá 7 phòng. Nó không quá 7 phòng. Thì các anh chị thấy nè, thứ nhất nè là văn phòng sở, thứ hai là thanh tra sở, thứ ba là phòng tổ chức cán bộ, thứ tư là phòng nghiệp vụ y, thứ năm là phòng nghiệp vụ dược, thứ sáu là phòng kế hoạch tài chính, là 6 rồi đúng không các anh chị? Nhắc lại ha, thứ nhất nè, mình có văn phòng sở y tế, thứ hai là thanh tra sở y tế, thứ ba phòng tổ chức cán bộ, thứ tư là phòng nghiệp vụ y, thứ năm là phòng nghiệp vụ dược, thứ sáu là phòng kế hoạch tài chính, đúng không? Đó, phòng kế hoạch tài chính. Rồi một số nơi thì tùy theo cái nhu cầu, yêu cầu của từng địa phương thôi, có thể có hoặc không. Đó là cái phòng quản lý dịch vụ y tế, phòng quản lý dịch vụ y tế để quản lý việc hành nghề y dược tư nhân. Đó thì tùy ha, có địa phương có nhưng cũng có địa phương là không. Ví dụ như nhiều cái cơ sở hành nghề y dược tư nhân thì mình mới cần đến cái phòng quản lý dịch vụ y tế. Đó, còn nếu ít cơ sở hành nghề tư nhân không cần thì mình cũng không cần đến phòng này. Đó, thì quy định cái số lượng ở đây là không quá 7 phòng ha, không quá 7 phòng. Nghĩa nếu tính luôn cả phòng quản lý dịch vụ y tế thì mình sẽ có là tất cả là 7 phòng ha, như vậy tối đa là như vậy. Như vậy các anh chị nhớ là về tối đa số lượng phó giám đốc sở là tối đa là 3 ha, phòng của sở y tế là tối đa là 7 ha, tối đa là 7 phòng. Nhắc lại như vậy là mình có là văn phòng sở y tế, thanh tra sở y tế, thứ ba phòng tổ chức cán bộ, thứ tư phòng nghiệp vụ y, thứ năm phòng nghiệp vụ dược, thứ sáu phòng kế hoạch tài chính, thứ bảy là phòng quản lý dịch vụ y tế, thứ bảy là phòng quản lý dịch vụ y tế. Thì mở ngoặc ra có nghĩa là tùy địa phương, tùy địa phương, tùy nơi có thể có hoặc là không, tùy theo cái nhu cầu của mỗi địa phương thôi. Rồi, ngoài ra
thì cũng có các cái cơ quan trực thuộc Sở Y tế, ví dụ là Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đó, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm. Rồi các anh chị, đó, như vậy thì các anh chị thấy là về cái số lượng phòng ha, là không quá 7 phòng, phó giám đốc là không quá 3. À, các cái cơ quan trực thuộc có là Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm. Chi cục, các anh chị cũng lưu ý ghi thêm luôn ha, là Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. À, cũng là có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng. Và ở đây ha, các anh chị thấy là mình sẽ có chia ra là 7 lĩnh vực quản lý các cái đơn vị trực thuộc Sở Y tế, và chia ra thành 7 lĩnh vực. Thứ nhất, khám chữa bệnh. Thứ hai, y tế dự phòng. Thứ ba, kiểm nghiệm. Thứ tư, pháp y. Thứ năm là giám định y khoa. Thứ sáu là đào tạo. Thứ bảy là trung tâm y tế huyện. Đó, như vậy là quản lý các cái đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế chia thành 7 lĩnh vực. Còn ở Bộ Y tế thì hồi nãy các anh chị học rồi, đúng không? Đó. À, đối với Sở Y tế thì chia ra là 7 lĩnh vực. 7 lĩnh vực. À, như vậy khám chữa bệnh thì đây là các anh chị thấy là gồm có các cái bệnh viện ha. À, như vậy các anh chị đọc cái phần khám chữa bệnh và mình sẽ đưa ra một số các cái ví dụ ở cái khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì mình có những cái bệnh viện, ví dụ như là đa khoa tuyến tỉnh, đa khoa khu vực, hoặc là chuyên khoa thì mình có những cái bệnh viện nào mà thuộc Sở Y tế quản lý ha, thì mình sẽ cho một số các cái ví dụ. Chuẩn bị con trả lời chưa? Không thấy anh chị thì xung phong hết. Có nghĩa là các anh chị cho các cái ví dụ ha, ví dụ bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hay là bệnh viện đa khoa khu vực, hoặc là bệnh viện ví dụ cổ truyền, bệnh viện chuyên khoa thì tại Thành phố Hồ Chí Minh có hay không, rồi đó là những cái bệnh viện nào. Các anh chị có nghe không ạ? Dạ có ạ cô. Sao hôm nay thấy không có sôi nổi bằng mấy bữa ha. Rồi mời Cẩm Quyên. Dạ cô, là những bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh như là bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện đa khoa Sài Gòn, bệnh viện Nhân dân 115, hoặc là bệnh viện Nguyễn Tri Phương cô, là đa khoa tuyến tỉnh. Rồi, còn bệnh viện đa khoa khu vực thì bạn nào trả lời được? Dạ, em cô. Rồi, mời anh. Dạ, cô là bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Hết rồi cô. Hết chưa? Dạ, em biết bệnh viện 2. Còn bệnh viện đa khoa Hóc Môn nữa cô. Đúng rồi, đa khoa khu vực Hóc Môn. Đa khoa khu vực Hóc Môn, đa khoa khu vực Thủ Đức, đa khoa khu vực Củ Chi ha. Rồi, mời anh chị nào trả lời về bệnh viện chuyên khoa. Mời Cẩm Quyên hồi nãy trả lời chưa? Dạ em trả rồi rồi cô. Nguyễn Thị Trang. Cô gọi em chưa? Nguyễn Thị Trang trả lời. Dạ thưa cô, là các bệnh viện chuyên khoa gồm có là bệnh viện mắt Việt Hàn, bệnh viện ngoại thần kinh quốc tế, bệnh viện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Á Âu, bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn, bệnh viện phụ sản Mê Công, bệnh viện tai mũi họng Sài Gòn, bệnh viện thẩm mỹ Gan Khu, bệnh viện Can Nam Sài Gòn,
Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàng Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Tim Tâm Đức. Có 31 bệnh viện chuyên khoa tại Hồ Chí Minh lận cô. Rồi, như vậy đó là các cái bệnh viện chuyên khoa, đúng không? Mình đang liệt kê về các cái bệnh viện chuyên khoa. Rồi bệnh viện y dược cổ truyền. Ví dụ về trường hợp bệnh viện y dược cổ truyền. Kim Ái. Bệnh viện y học cổ truyền thì có bệnh viện y học cổ truyền ở thành phố Hồ Chí Minh. À, mời Vĩnh Thơm. Dạ cô là có bệnh viện y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh, viện y học dân tộc. Lô nghe em cô. Rồi được rồi anh. Dạ cảm ơn cô. Rồi đó, như vậy các anh chị thấy là về khám chữa bệnh ha, thì tại sở y tế ha, trực thuộc sở y tế thì sẽ có các cái bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, đa khoa khu vực, bệnh viện y dược cổ truyền, bệnh viện chuyên khoa. Rồi về kiểm nghiệm thì có trung tâm kiểm nghiệm mỹ phẩm thực phẩm đó. À, như vậy về kiểm nghiệm thì có cái trung tâm kiểm nghiệm, thì mỗi tỉnh đều có một cái trung tâm kiểm nghiệm đó. Rồi về giám định y khoa và pháp y, như vậy có trung tâm giám định y khoa và trung tâm pháp y. Như vậy thì anh chị nào có thể so sánh khi nào thì mình ví dụ như cần đến khám giám định y khoa và khi nào là giám định pháp y, hai cái này nó khác nhau như thế nào? Giám định y khoa và trung tâm pháp y thì cái này nó khác nhau như thế nào? Trả lời đúng không? Mời anh Huy Cường. Dạ nó cô, nó khác nhau ở cái một cái văn bản pháp nhân à. Ví dụ như pháp y thì cần đến hả những cái khi mà mình cần phải đưa ra những cái hồ sơ chứng cứ có căn cứ cụ thể theo pháp luật á, thì mình nó đi giám định pháp y à. Còn giám định y khoa thì hả nó đơn giản hơn à. Nó không cần đến sự chứng thực của pháp luật à. Rồi mời Vĩnh Thơm. Dạ cô ơi, bên pháp y là liên quan đến mấy vụ án người chết rồi đó cô, là phải cần pháp y. Còn y khoa là mấy người mà cần để coi cơ thể mình còn bao nhiêu phần trăm để sức lao động á, để nghỉ hưu á. À, có nghĩa là một bên đó là có nghĩa là đối với mà giám định y khoa là giám định liên quan về ví dụ như liên quan đến tai nạn lao động. Ví dụ như bây giờ mình muốn hưởng cái chế độ trợ cấp do tai nạn lao động thì mình đến giám định y khoa. Ví dụ như là giờ doanh nghiệp muốn cho người lao động nghỉ vì là mất sức lao động, và người lao động hưởng cái chế độ trợ cấp tai nạn lao động thì là đến giám định y khoa. Như vậy giám định y khoa là giám định liên quan đến tai nạn lao động đó. Còn giám định pháp y là giám định cái thương tật, có thể không phải là chỉ là liên quan đến chết, nguyên nhân gây tử vong không, mà giám định những cái thương tật có thể là do đánh nhau, do tai nạn giao thông đó, hoặc là xác định những cái nguyên nhân gây tử vong đó. Thì khi mà ví dụ như người ta muốn điều tra, muốn ví dụ hai bên khởi kiện đúng không, ví dụ như giờ kiện lên công an ra tòa vân vân đó, như vậy thì người ta cần phải có những cái kết quả giám định pháp y đó. Như vậy là giám định pháp y thì giám định những cái thương tật liên quan đến ví dụ như là đánh nhau, tai nạn giao thông hoặc là nguyên nhân gây ra tử vong đó, để mà phục vụ những cái công tác liên quan đến tố tụng ha. Rồi như vậy các anh chị thấy, các anh chị thấy là mình có về giám định y khoa pháp y. Tiếp theo về đào tạo
đó. Về đào tạo thì mỗi địa phương cũng có đều có trường cao đẳng hoặc là trung cấp đó, có trường cao đẳng hoặc là trung cấp y tế để mà đào tạo. Thì tuy nhiên là có những nơi thì thực ra cũng không phải là ở đâu cũng tuyển được sinh viên đâu, cho nên là có những địa phương thì đây là cái trung tâm, cái nơi để mà đào tạo kiến thức, cập nhật kiến thức cho cái bộ y tế trên địa bàn tỉnh đó. Rồi ngoài ra thì cũng có trung tâm y tế huyện ha, có trung tâm y tế của huyện, ví dụ như là có là trung tâm y tế dự phòng thành phố nè, rồi các cái trung tâm y tế quận. Rồi như vậy có nghĩa là các anh chị sẽ thấy là các cái đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thì chia ra 7 lĩnh vực. Còn các cái đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thì hồi nãy các chị thấy là mình chia ra là thành 6 lĩnh vực nha. Rồi tiếp theo là ở tuyến quận, huyện, thị xã, đúng không? Quận, huyện, thị xã hay gọi chung đó là cấp huyện đó. Cấp huyện thì phòng y tế là cái cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân cấp huyện, hoặc là quận, hoặc là thị xã, hoặc là thành phố trực thuộc tỉnh. Rồi, như vậy đây là cái cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã hoặc là thành phố trực thuộc tỉnh. Phòng y tế sẽ chịu cái sự chỉ đạo về mọi mặt của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời thì chịu cái sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế. Đó, nói tóm lại như vậy thì ví dụ như là phòng y tế thì đương nhiên đứng đầu là trưởng phòng, đúng không? Trưởng phòng. Vậy thì bổ nhiệm ví dụ như là trưởng phòng y tế thì là do ai bổ nhiệm thôi các anh chị? Sở Y tế. Rồi mời bạn Tiểu Loan. Dạ thưa cô, là chủ tịch quận ạ. Có nghĩa là ở đây các anh chị thấy là chịu sự chỉ đạo ha, về mọi mặt và thuộc trực thuộc cơ quan trực thuộc của Ủy ban nhân dân huyện, quận, huyện, thị xã, cho nên là cái việc mà bổ nhiệm trưởng phòng hay phó trưởng phòng là do chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ha. Còn phòng y tế thì ở đây là chịu cái sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đó là của Sở Y tế. Đấy, thì giống như các anh chị có thể quay lại cái sơ đồ hồi nãy, đúng không? Đó, như vậy phòng y tế là cái cơ quan trực thuộc Ủy ban dân cấp huyện, nhưng mà chịu cái sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ là của Sở Y tế. Sở Y tế là cái cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, là Sở Y tế chịu cái sự chỉ đạo của Bộ Y tế. Đó, và Bộ Y tế là cơ quan thuộc chính phủ. Rồi. Như vậy thì phòng y tế ha, thì các anh chị cũng ghi thêm cái nội dung đó là quy định là có trưởng phòng và quy định là không quá 2 phó trưởng phòng nha. Như vậy để cho thống nhất ở các cái địa phương ha, ở các cái nơi, ở các quận huyện thì người ta sẽ quy định đó là phó phòng và phó phòng thì không quá 2 phó phòng. Đó, như vậy về chức năng thì là liên quan đến y tế dự phòng, là quản lý về những cái vấn đề liên quan đến y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, liên quan đến thuốc, phòng bệnh, chữa bệnh trên cái địa bàn quận, huyện, thị xã. Đó, như vậy các anh chị chú ý ha, về có trưởng phòng và không quá 2 phó phòng. Rồi, tiếp theo là trung tâm y tế dự phòng. Thì trung tâm y tế dự phòng á, thì nó thuộc Sở Y tế. Là trung tâm y tế dự phòng huyện trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của giám đốc sở, đó, chịu sự quản lý nhà nước là của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cũng có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản bạc nhà nước. Thì hồi nãy các anh chị nhớ không, là mình thấy các cái đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế nó chia ra thành mấy lĩnh vực đó, các anh chị? Các đơn vị mà trực thuộc Sở Y tế nó chia ra thành 7 lĩnh vực, đúng không? Thì 7 lĩnh vực. Các anh chị thấy là có trung tâm y tế ha. Cho nên là trung tâm y tế là nó trực thuộc Sở Y tế. Còn phòng y tế là
trực thuộc ở đâu các anh chị? Nó thuộc ở đâu? Thì các anh chị học, các anh chị phải lưu ý được ha, cái cơ quan này thì nó trực thuộc ở đâu. À, chẳng hạn như là khi mà nhắc đến trung tâm y tế là nó trực thuộc ở đâu các anh chị? Sở y tế. À, trực thuộc sở y tế. Còn phòng y tế thì nó trực thuộc ủy ban nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, ha, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Đó, thành phố trực thuộc tỉnh. Ha, ví dụ như là thành phố Đà Lạt đi, đúng không? Thành phố Đà Lạt thì cái cơ quan mà quản lý về lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Đà Lạt đó chính là gì các anh chị? Tỉnh Lâm Đồng không? Thành phố, đang hỏi thành phố, câu hỏi là thành phố. Phòng y tế cô. À, đó là phòng y tế ha. Thành phố mà trực thuộc tỉnh thì cái cơ quan quản lý là phòng y tế. Còn thành phố mà trực thuộc trung ương thì cái cơ quan quản lý về lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương đó là do Bộ Y tế không? Thành phố mà trực thuộc trung ương thì cái cơ quan mà quản lý về lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố tỉnh, tỉnh là sở y tế con. Sở y tế thì khi mà các anh chị học là các anh chị phải biết nó cùng một cấp, ví dụ như là tỉnh nè, thành phố trực thuộc trung ương nè, là nó ngang một cấp đúng không, là sở y tế. Quận, huyện, à, thành phố trực thuộc tỉnh đúng không, quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh là nó ngang một cấp, đó là phòng y tế. Xã, phường là trạm y tế nha. Rồi, như vậy trung tâm y tế dự phòng đó là nó trực thuộc sở y tế. À, cái này là trực thuộc sở y tế. Thì hồi nãy ở trong cái mà 7 lĩnh vực đó, các anh chị thấy không, mình có nhắc tới cái trung tâm y tế nè. Ha, trung tâm y tế. Như vậy thì à, những cái cơ quan, những cái lĩnh vực, những cái đơn vị à, sự nghiệp mà của 7 cái lĩnh vực này thì nó đều là của sở y tế. Nó để mình khám chữa bệnh, mình nói cái bệnh viện đó. Ha, kiểm nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm. Rồi à, trung tâm giám định y khoa, trung tâm pháp y á, ha, những cái này đã đều là của sở y tế. Và trung tâm y tế huyện hay trung tâm y tế cũng là của sở y tế, trực thuộc sở y tế. Còn phòng y tế là nó cơ quan của ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. Ha, các anh chị đó, mai mốt thi thì sẽ hỏi đó, ví dụ hỏi là sở y tế là cơ quan của, cơ quan thuộc ở đâu? Sở y tế là cơ quan thuộc ở đâu các anh chị? Trả lời được không? Sở y tế là cơ quan thuộc tỉnh, thành phố. Tỉnh, thành phố. Thuộc ủy ban nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố. Đúng không? Phòng à, sở y tế thì chịu cái sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ là của Bộ Y tế. Phòng y tế là cơ quan thuộc ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. Phòng y tế thì chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ là của sở y tế. Còn trung tâm y tế, à, trung tâm y tế huyện thì à, trung tâm y tế là cái đơn vị thuộc thuộc ở đâu các anh chị? Sở y tế, đúng rồi ha, trung tâm y tế là cái đơn vị thuộc sở y tế. Đó, trung tâm y tế dự phòng ha, ha, là thuộc sở y tế nè, chịu sự quản lý toàn diện của giám đốc sở. Rồi và chịu cái, cũng chịu cái sự quản lý về nhà nước là của ủy ban nhân dân cấp huyện. Có tư cách pháp nhân, ha, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước. Thì nãy giờ các anh chị học các anh chị thấy đó, phòng, sở, trung tâm y tế dự phòng, chi cục, cục là đều có tư cách pháp nhân hết. Chỉ có một cái cơ quan bữa giờ mình học là không có tư cách pháp nhân, đó là cơ quan nào các anh chị nhớ không? Vụ á là không có tư cách pháp nhân đó, chứ còn mình học là sở y tế, phòng y tế, cục, chi cục, rồi kể cả là trung tâm y tế dự phòng đó, thì đều có tư cách pháp nhân. À, cái tư cách pháp nhân á, thì nó là như thế nào hả các anh chị? Các anh chị nào biết không? Nó có tư cách pháp nhân có nghĩa là nó làm sao? Dạ là có mộc, có con dấu riêng, có
có thẩm quyền về pháp luật đó không? À, có nghĩa là nó sẽ có mộc, có con dấu riêng ha, có tài khoản, có con dấu riêng, và nó được nhân danh mình trong mọi hoạt động trước pháp luật. Nó được nhân danh mình trong mọi hoạt động trước pháp luật, có nghĩa là ví dụ như là nó có thể là ký kết các cái hợp đồng hay nhân danh là cái một cái đơn vị, ví dụ nhân danh là trung tâm y tế, nhân danh là cục quản lý, đúng, cục quản lý dược. Có nghĩa là nó nhân danh mình trong mọi hoạt động trước pháp luật. Còn nếu vụ là không có tư cách pháp nhân thì đương nhiên ngược lại, có nghĩa là nó không được nhân danh trong mọi cái hoạt động trước pháp luật. Ví dụ ký kết hợp đồng cũng không được ha. Rồi, như vậy là đó là về trung tâm y tế, trạm y tế đúng không? Trạm y tế đây là thuộc trung tâm y tế huyện, chịu sự quản lý của giám đốc trung tâm y tế huyện, đồng thời là chịu sự lãnh đạo của chủ tịch ủy ban dân cấp xã. Thì đây là cái cơ sở đầu tiên thực hiện các cái dịch vụ về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã. Đó, đây là cái tuyến đầu tiên đúng không? Mà tiếp xúc với người dân. Nhưng mà cũng chính vì là về điều kiện cơ sở vật chất cũng như là về thiếu thốn về nhân lực y tế, cho nên hiện nay thì người ta cũng đa số là người ta lên tuyến trên đó. Như vậy thì các anh chị chú ý nha, trạm y tế thì nó là thuộc trung tâm y tế huyện chứ nó không phải là thuộc ủy ban nhân dân cấp xã. Mà các anh chị, trạm y tế là nó thuộc trung tâm y tế huyện, còn trung tâm y tế huyện thì nó thuộc ở đâu hả các anh chị? Nhớ nha, trạm y tế là thuộc trung tâm y tế huyện, còn trung tâm y tế thì thuộc sở y tế. Đúng rồi, thuộc sở y tế. Còn phòng y tế thì thuộc ủy ban nhân dân, thuộc ủy ban nhân dân cấp quận huyện. Còn sở y tế thì thuộc là cơ quan thuộc bộ y tế. Không phải, thuộc ủy ban nhân dân. Sở y tế là cơ quan ủy ban nhân dân. Đúng rồi, còn bộ y tế là cơ quan thuộc của chính phủ, thuộc thủ tướng, thuộc chính phủ ha. Đó, như vậy thì trạm y tế không có được nhầm lẫn là cơ quan trực thuộc ủy ban dân cấp xã là sai nha các anh chị. Đây là cơ quan thuộc trung tâm y tế huyện, trung tâm y tế huyện, cho nên là chịu cái sự quản lý của giám đốc trung tâm y tế huyện, có trụ sở và có con dấu luôn. Như vậy trạm y tế cũng có. Nói chung tóm lại là các anh chị nhớ là vụ là không có, còn các cái đơn vị, các cái cơ quan còn lại thì đều có. Như vậy đứng đầu là trưởng trạm ha, trạm trưởng có một phó, và người làm việc tại trạm y tế thì gọi là viên chức. Đó, như vậy là phó nè, ở trạm y tế thì có một phó, phòng y tế thì người ta quy định là mấy phó phòng. Các chị nhớ chưa, phòng y tế thì quy định tối đa là mấy phó? Hai phó phòng. Còn sở y tế thì quy định là không quá mấy phó giám đốc. Ba phó giám đốc. Còn trạm y tế thì có một phó, có một phó trưởng trạm. Đó, như vậy thì tiếp theo ha, như vậy thì các anh chị thấy là sẽ có trưởng trạm, rồi có trưởng trạm, có nữ hộ sinh, có cán bộ y tế phụ trách tiêm chủng mở rộng, rồi có cán bộ quản lý dược, hay có thể là trình độ dược tá hoặc là dược sĩ trung học, hoặc kể cả là nếu mà không có nhân lực dược thì cũng có thể là y sĩ ha, kể cả là y sĩ. Đó, như vậy thì đó là các anh chị đã tìm hiểu về cái nội dung của bài tổ chức ngành y tế Việt Nam. Về cái nguyên tắc tổ chức chính ha, thì các anh chị lưu ý là mình sẽ có 4 cái nguyên tắc đó. Rồi phân loại theo tổ chức hành chính thì mình sẽ có 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã. Theo thành phần y tế là nhà nước và tư nhân. Theo hai khu vực là khu vực phổ cập và khu vực chuyên sâu ha. Phổ cập là từ đâu đến đâu đó. Như vậy phổ cập là từ tỉnh trở xuống, tỉnh xuống có nghĩa là tỉnh, huyện, xã. Chuyên sâu có nghĩa là từ tỉnh trở lên, đó là tỉnh và trung ương. Rồi về cái cơ cấu bộ máy, đây là của Bộ Y tế, đúng không? Của Bộ Y tế. Thì quay lại cái hình này nè các anh chị. Đó, quay lại cái hình này. Thì thực ra là cái phần này á,
ha, thì mình nên sửa lại thì nó mới chính xác đúng không các anh chị? Có nghĩa là chỗ này thì trạm y tế ha, là cái cơ quan trực thuộc ở đâu ha các anh chị? Dạ trung tâm y tế huyện ạ. Trung tâm y tế huyện thì nó sẽ chính xác hơn ha. Đó, trạm y tế là thuộc trung tâm y tế huyện. Phòng y tế là nó trực thuộc ủy ban nhân dân huyện. Sở y tế là thuộc ủy ban nhân cấp tỉnh. Bộ y tế là cơ quan của chính phủ. Đó, bộ y tế sẽ quản lý các cái đơn vị sự nghiệp và chia ra là thành 6 lĩnh vực. Sở y tế thì quản lý các cái đơn vị sự nghiệp và chia ra thành 7 lĩnh vực. Ngoài ra thì các cái cơ sở y tế ngành có thể là nó sẽ trực thuộc cái quản lý của các cái bộ khác ha, chứ cũng không phải là của bộ y tế hay là sở y tế quản lý, mà có thể là các bộ khác quản lý các cái cơ sở y tế. Như vậy anh chị nào có thể ví dụ về trường hợp những cái cơ sở y tế ngành mà do bộ khác quản lý? Ví dụ mình có bệnh viện nào mà do bộ khác không phải bộ y tế? Ví dụ mời Thu Thảo. Dạ cô, có bệnh viện 175 do bộ quốc phòng không? Bệnh viện 175 do Bộ Quốc phòng. Rồi bệnh viện 30 tháng 4 cũng do Bộ Quốc phòng. Bệnh viện 30 tháng 4 phải Bộ Quốc phòng. Bộ Công an. Bộ Công an đúng rồi, Bộ Công an. Bộ Công an nha. Dạ. Đó, như vậy thì đó, mình có một số các cái đơn vị cơ sở y tế, ví dụ một số các cái bệnh viện ha, mà do các bộ khác quản lý. Chứ không phải là tất cả là đều do Bộ Y tế, là do Sở Y tế. Rồi. Thì các anh chị lưu ý là mình cần phải nắm là về số lượng phòng nè. Ví dụ như là các cái phòng của sở y tế thì người ta quy định tối đa là 7 phòng. Số lượng phó giám đốc quy định là tối đa là 3. Phòng thì gồm có những cái phòng nào, đúng không? Rồi các cái đơn vị sự nghiệp của sở y tế thì chia ra là thành 7 lĩnh vực. Đó. Phòng y tế, phòng y tế là cái cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân cấp quận huyện đó, và có quy định ha, là không quá 2 phó phòng. Trạm y tế thì quy định là không, là có trưởng trạm và có một phó trưởng trạm nha. Đó, nói chung là mấy cái con số đó là cũng thường hay hỏi. Rồi ví dụ như trực thuộc cơ quan nào vân vân ha, thì các anh chị cũng cần phải nắm đó. Rồi ví dụ như những cái ví dụ chẳng hạn như là liệt kê ra một số các cái bệnh viện, ví dụ hỏi như là đây là ví dụ bệnh viện nào là trực thuộc Bộ Y tế, ví dụ vậy ha, thì các anh chị cũng phải biết là bệnh viện thuộc bộ, ví dụ vậy đó. Thì hồi nãy bữa giờ thì mình cũng đã có đưa ra một số các cái ví dụ liên quan những cái đơn vị mà trực thuộc Bộ Y tế rồi. Rồi bây giờ các anh chị sẽ đọc cái bài bảo hiểm, đọc cái bài bảo hiểm khoảng 5 phút đi ha, rồi mình sẽ tiếp tục mình học cái bài bảo hiểm y tế luôn đó, mình học luôn rồi mình đó. Thì nội dung của bài học hôm nay, các anh chị sẽ tìm hiểu về các cái nội dung liên quan, chẳng hạn như là về các cái phương thức đóng bảo hiểm y tế, rồi phân loại các cái nhóm đối tượng, các phân loại theo phương thức đóng và các cái nhóm đối tượng khi mà đóng bảo hiểm y tế, rồi và những cái quyền lợi, những cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đó, những cái nguyên tắc hay là bản chất của bảo hiểm y tế như thế nào. Như vậy thì về cái bản chất của bảo hiểm y tế thì các anh chị thấy đây là nó mang cái tính cộng đồng đoàn kết, cùng nhau chia sẻ các cái rủi ro đó, và để điều tiết người bệnh, giữa người bệnh và người khỏe mạnh, giữa người thanh niên và người già, giữa người có thu nhập cao và người có thu nhập thấp, trên tinh thần là cùng đoàn kết tương trợ lẫn nhau đó, không phân biệt, ở đây là không phân biệt đóng nhiều hay là ít, không phân biệt là thành phần xã hội, tôn giáo hay là giai cấp, mà cái việc hưởng ha sẽ phụ thuộc vào cái độ, mức độ rủi ro bệnh tật đó. Thì như vậy là đây là những cái bản chất ha của bảo hiểm xã hội, có nghĩa là để mà điều tiết giữa những người khỏe và bệnh, thanh niên và người già, giữa những người có thu nhập cao và những người có thu nhập thấp. Một số các cái khái niệm ví dụ như là thẻ bảo hiểm y tế, rồi hộ gia đình đó, thẻ bảo hiểm y tế như vậy đây là được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế, và đây là làm cái căn cứ để mà hưởng những cái quyền lợi về bảo hiểm y tế. Về cái nguyên tắc bảo hiểm y tế ha, thì các anh chị thấy đây là đảm bảo chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.
mức đóng nó sẽ được xác định dựa vào cái tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu. Đó, như vậy có nghĩa là hiện nay thì mình đang áp dụng cái mức đó là 4,5%. Rồi cái mức đóng là 4,5% theo cái tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp vân vân. Cái mức hưởng, mức hưởng thì ở đây sẽ theo mức độ bệnh tật hoặc là theo cái nhóm đối tượng. Có nghĩa là mình có thể được hưởng 100% hoặc các cái chi phí khám chữa bệnh, hoặc cũng có thể được hưởng 95%, hoặc cũng có thể là 80%. Đó thì có thể là tùy theo cái mức độ hoặc là tùy theo cái nhóm đối tượng nào. Chi phí khám chữa bệnh sẽ do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế sẽ cùng chi trả. Có nghĩa là có thể là do quỹ bảo hiểm y tế, hoặc là cũng có thể là người tham gia bảo hiểm y tế sẽ cùng chi trả. Ví dụ mình được thanh toán 80% thì cái người tham gia sẽ phải thanh toán 20% còn lại. Quỹ bảo hiểm y tế thì được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch để mà đảm bảo cân đối thu chi và được nhà nước bảo hộ. Có nghĩa là cái quỹ bảo hiểm y tế thì một cái số tiền rất là lớn, do đó là nó cần được quản lý tập trung, quản lý một cách thống nhất, công khai, minh bạch. Đó, thu như thế nào, chi như thế nào, đầu tư ra làm sao để mà đảm bảo cái sự công khai minh bạch của cái quỹ bảo hiểm y tế. Về các cái nhóm, phân loại 6 nhóm, ở đây mình có sẽ là 6 nhóm theo trách nhiệm đóng. Nhóm thứ nhất là do người lao động và do người sử dụng lao động đóng. Nhóm thứ hai là do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng. Nhóm 3 là do ngân sách nhà nước đóng. Nhóm 4 là do ngân sách nhà nước hỗ trợ và tự đóng. Nhóm 5 là nhóm tham gia theo hộ gia đình. Và nhóm 6 là do người sử dụng lao động đóng. Đó, có nghĩa là tùy theo ví dụ như là người lao động làm việc tại công ty, các cái doanh nghiệp đó, thì cái tiền bảo hiểm y tế nó sẽ do vừa người lao động và vừa người sử dụng lao động đóng. Có những đối tượng thì sẽ do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, đóng cái tiền bảo hiểm y tế. Ví dụ như là những đối tượng nào sẽ do bảo hiểm xã hội đóng, ví dụ như là những người về hưu, những người nghỉ thai sản đó, những người đang hưởng cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội thì như vậy thì sẽ được bảo hiểm xã hội đóng cái tiền bảo hiểm y tế các anh chị. Đó, bảo hiểm xã hội sẽ đóng cái tiền y tế, ví dụ như là những người nghỉ hưu hoặc là những người nghỉ thai sản đó. Rồi ví dụ như nhóm 3 là nhóm do ngân sách nhà nước đóng, có nghĩa là ngân sách nhà nước sẽ đóng. Ví dụ như ai sẽ do ngân sách nhà nước đóng, chẳng hạn như là cán bộ chiến sĩ, công an đó, hoặc là trẻ em, đúng không? Trẻ em mà dưới 6 tuổi thì cái tiền bảo hiểm y tế này sẽ do ngân sách nhà nước đóng. Hoặc là nhóm 4 là ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ và mình tự đóng, có nghĩa là ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một phần, phần còn lại thì phải tự đóng. Ví dụ như là đối với là học sinh sinh viên, học sinh sinh viên thì nhà nước sẽ hỗ trợ một phần, phần còn lại thì sẽ là tự đóng. Hoặc là nhóm 5 thì tham gia theo hộ gia đình, và nhóm 6 là toàn bộ là do người sử dụng lao động đóng luôn, hay chứ người lao động không có đóng. Đó, nhóm 6 và nhóm 1 nó khác nhau, là nhóm 1 là vừa người sử dụng lao động và người lao động cùng nhau đóng, còn nhóm 6 là do người sử dụng lao động đóng. Đó, như vậy thì khi mà mình đóng theo hộ gia đình đó các anh chị, đóng theo hộ gia đình thì cái mức đóng nó sẽ được giảm dần từ cái thành viên thứ hai trở đi. Có nghĩa là nếu như mà thuộc nhóm 5 đó các anh chị, nhóm 5 là nhóm đóng theo hộ gia đình đó, thì cái mức đóng nó sẽ được giảm từ thành viên thứ hai trở đi. Người thứ nhất thì cái mức đóng tối đa là 6%. Tối đa thì cái mức trong luật bảo hiểm y tế thì người ta đưa ra cái mức là tối đa là 6%. Nhưng mà hiện nay thì mình đang đóng ở cái mức đó là 4,5% nha. Mức đóng đó là 4,5%. Như vậy thì người thứ hai sẽ đóng là 70% của người thứ nhất. Người thứ ba thì sẽ đóng là 60% của người thứ nhất. Người thứ tư sẽ đóng 50% của người thứ nhất.
Và từ người thứ năm trở đi thì sẽ đóng là 40% của người thứ nhất. Đó các anh chị. Thì hiện nay cái mức lương cơ sở hiện nay áp dụng đó là 1.490.000 đồng trên một tháng. Như vậy khi mà cái mức lương là 1.490.000 đồng, như vậy các anh chị có thể tính ra được là nếu như ví dụ như mà gia đình mà có 5 người thì cái tiền đóng bảo hiểm y tế trong một năm là bao nhiêu, thì mình sẽ làm tính như thế nào. Các anh chị nào xung phong không? Ở đây các anh chị thấy là người thứ nhất sẽ đóng tối đa là 6%, luật là quy định tối đa, nhưng mà hiện nay mình đang đóng là cái mức là 4.5% ha các anh chị. Đó, hiện nay mình đang đóng là cái mức 4.5%. Như vậy người thứ nhất thì đóng 4.5% mức lương cơ sở, mà mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Người thứ hai là 70%, người thứ ba, thứ tư, thứ năm, đó, theo thứ tự là như vậy. Thì bây giờ đó, cái câu hỏi là một gia đình mà có 5 người, đúng không? Một gia đình mà có 5 người, và trong một năm nếu như mà họ đóng cái tiền mà bảo hiểm y tế một năm thì cái số tiền phải đóng là bao nhiêu? Nếu mà cái mức mà đóng của mình là 4.5% và cái mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Đó, thì bây giờ là chị Ánh Hồng ha tính toán xong rồi chị sẽ gửi cái tin nhắn lên đây nha. Nếu đúng mình sẽ được cộng điểm. Dạ cô. Tổng luôn ha. Mình có thể trình bày ghi rõ cái cách tính luôn cho nên các anh chị khác cùng theo dõi. Dạ thưa cô, là năm cái nếu mà với cái mức đóng 1.450.000 á thì cái người thứ nhất á sẽ là đóng là 1.450.000 nhân cho mức đóng là 4.5% và nhân cho 12 tháng thì nó sẽ bằng 783, và cái người thứ hai thì sẽ đóng là còn 70% của cái số tiền của người thứ hai là 500 là tức là bằng tức là bằng 783 là bằng 548 hoặc bằng 548 và cái người thứ ba là chỉ còn 328, người thứ tư là 274 và người thứ năm 219 đó cô, là cái mức là giảm từ người thứ hai là 70% và người thứ ba là 60%, người thứ tư là 50% và người thứ năm là còn 40%. Ồ mà hồi nãy chị tính là cái mức lương cơ sở là bao nhiêu? 1.450.000 đó cô, mình bị nhầm rồi, 1.490.000 đồng. Nãy em nghe cô nói 1.450.000. 1.490.000 đồng. Các anh chị khác đang tính số bao nhiêu? Dạ thưa cô, tổng 5 người là 2.574.720 đồng ạ. Bây giờ anh chị nào đó, mình có thể là gửi cái tin nhắn lên trên này nha. Nãy chị đã phát biểu đó, mình gửi cái tin nhắn lên là mình mô tả về cái cách tính luôn ha, mình ghi rõ ví dụ như người thứ nhất là lấy bao nhiêu, nhân bao nhiêu ra bao nhiêu, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm, mình tính lại nha chị Ánh Hồng, tính lại là 1.490.000 đồng nha. Dạ.
là 2.574 mà cô. Là tổng cộng là 2.574 đó cô. Rồi 2.574. Bây giờ coi xem cái cách tính ha các anh chị, tính đúng hay chưa. Có nghĩa là mình cứ tính ở đây là mình sẽ dựa vào người thứ nhất ha. Người thứ hai là 70% của người thứ nhất. Người thứ ba là 60% của người thứ nhất. Người thứ tư là 50%. Người thứ năm là 40%. Thì mình sẽ cộng tổng lại thì đó là cái phần tính toán nếu như mà mình đóng theo hộ gia đình thôi các anh chị. Đó. Thì ở trong những cái slide phía sau nó cũng có hướng dẫn các anh chị tính, nhưng mà do cái này thì là cũ rồi ha, thì hiện nay là cái mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Đó, thì các anh chị cứ ráp cái 1.490.000 đồng vào đây ha, thì mình sẽ tính ra được nếu như mà có bao nhiêu người thì mình sẽ tính ha. Ví dụ người thứ nhất, thứ hai, ở đây là có người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đó. Và từ người thứ năm trở đi, ví dụ người thứ sáu, thứ bảy thì mình cũng đóng cái mức đó là 40%. Rồi như vậy cái nhóm mà đóng hàng tháng ha, có thể đóng hàng tháng đó là nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 6. Đó, các anh chị nhớ cho nhóm 1 là nhóm hay gì hả các anh chị? Người lao động. Người lao động. Nhóm 1 là cái nhóm do lao động với công ty đóng, là người sử dụng lao động đóng. Đó. Nhóm 1 ha là nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng. Nhóm 2. Nhóm 2 là gì? Là do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng. Do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng. Và nhóm 6, nhóm 6 là do người sử dụng lao động đóng. Nhóm 6 là do người sử dụng lao động đóng. Đó. Như vậy thì hàng tháng ha, thì mình sẽ có là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 6, có nghĩa là cái nhóm mà đi làm thì mình sẽ đóng hàng tháng dựa vào cái tiền lương ha, mình sẽ đóng hàng tháng. Nhóm 2 thì cũng là đóng hàng tháng dựa vào ví dụ như là tiền lương hưu, tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Đó thì người ta sẽ đóng hàng tháng và cái này là do bảo hiểm xã hội đóng. Và nhóm 6 là chỉ có doanh nghiệp đóng thôi ha, thì doanh nghiệp cũng sẽ dựa vào cái mức lương ha, để mà đóng hàng tháng. Đó, hàng quý thì mình sẽ có là người nước ngoài học tại Việt Nam là nhóm 3, nhóm 4. Cái phần nhóm 4 á, nhóm 4 là cái nhóm mà ngân sách nhà nước đóng và tự đóng, đúng không? Đó thì cái phần ngân sách nhà nước đó là hàng quý. Hay như vậy nhóm 3, nhóm 4 là hàng quý. Còn định kỳ 3, 6 tháng, 1 năm đó là nhóm 4 và nhóm 5. Ha. Nhóm 5, nhóm hộ gia đình thì là định kỳ 3, 6 tháng hoặc là 1 năm. Thì ở đây ha, các anh chị lưu ý nè. Mình sẽ chú ý có nghĩa là hàng tháng ha, cái tiền lương á, của người lao động sẽ được tính để mà đóng các cái khoản bảo hiểm. Như vậy thì các anh chị có thể thấy ở đây, đặc biệt các anh chị chú ý đến cái phần bảo hiểm y tế. Cái phần bảo hiểm y tế thì đóng tổng là ở đây là 4.5%. Thì trong 4.5% đó, người lao động sẽ đóng 1.5%, trích 1.5% tiền lương để mà đóng cái tiền bảo hiểm y tế. Còn doanh nghiệp sẽ đóng 3% của tiền lương để mà đóng tiền bảo hiểm y tế. Đó, có nghĩa là chú ý nha, 4.5% là tổng, trong đó doanh nghiệp thì sẽ đóng là 3%. Và người lao động thì sẽ đóng là 1%. Đó. Và tổng ở đây có nghĩa là người lao động sẽ đóng các cái khoản nữa, ví dụ như phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp, đóng tiền bảo hiểm y tế, ha, tổng là 10.5%. Và cái tiền bảo hiểm y tế thì những cái khoản bảo hiểm thì ở đây không phải chỉ có người lao động đóng mà doanh nghiệp cũng phải đóng cho người lao động. Đó, và cụ thể thì các anh chị phải nhớ cái con số này,
đó là tiền bảo hiểm y tế thì doanh nghiệp sẽ đóng là 3%, còn người lao động thì sẽ đóng là 1,5% nha. Rồi cho nên là ở đây các anh chị mới thấy là khi mà mình tính đúng không, người lao động thì tổng cái tiền mà đóng cho người lao động là 4,5% tiền lương, nhưng 4,5% đó không phải là người lao động đóng hết mà chia ra 3 phần, thì người lao động sẽ đóng 1/3, người sử dụng lao động là đóng 2/3. Thì hồi nãy các anh chị có thấy 2/3 mà của 4,5% có nghĩa là 3% đúng không? Còn người lao động đóng 1/3 mà của 4,5% có nghĩa là 1,5%. Các anh chị rõ được chỗ này không? Đó, có nghĩa là người lao động đóng 2/3, tại vì hiện nay mình đang quy định là cái mức 4,5%. Theo luật bảo hiểm y tế thì người ta quy định tối đa là 6%. Có nghĩa mai mốt biết đâu ha, mình tăng lên là 5% thì sao đúng không? Thì mình cứ chia ra 2/3 với 1/3. Đó, hiện nay là đang đóng mức 4,5%, chia ra 2/3 có nghĩa là doanh nghiệp thì sẽ đóng là 3%, người lao động thì sẽ đóng là 1,5%. Rồi đó, như vậy là người lao động thì sẽ đóng là 4,5% tiền lương tháng, nhưng mà trong 4,5% đó thì vừa người lao động và vừa người sử dụng lao động đóng. Rồi tương tự người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn cũng đóng là 4,5% mức lương cơ sở. Nhóm 2 là nhóm do bảo hiểm xã hội đóng, ví dụ như là người hưởng lương hưu hoặc là tai nạn lao động, hoặc là hưởng trợ cấp ốm đau vân vân, thì cũng là tương tự là cũng là 4,5% nha. Người hưởng lương hưu thì sẽ tính 4,5% trên cái tiền lương hưu đó. Hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc là hưởng trợ cấp ốm đau thì người ta sẽ tính 4,5% trên cái mức lương cơ sở đó. Hoặc là tiền lao động hưởng chế độ thai sản thì cái tiền bảo hiểm y tế lúc này là do bảo hiểm xã hội đóng và người ta sẽ tính 4,5% cái tiền lương tháng trước khi mà nghỉ thai sản. Rồi người mà đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cũng sẽ đóng 4,5% cái tiền trợ cấp thất nghiệp trong một tháng ha. Rồi như vậy là nhóm 2 là nhóm do bảo hiểm xã hội đóng, thì nhóm 3 là nhóm do ngân sách nhà nước đóng đó, ví dụ như là sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên ở trường quân đội, công an, cán bộ ở xã, phường, thị trấn, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người có công với cách mạng, cựu chiến binh đó. Thì các em thấy là ở đây á, thì đóng sẽ là mức là 4,5%, cũng là 4,5%. Đó, có thể là tiền lương tháng hoặc là tiền mức lương cơ sở, có nghĩa là học viên thì họ không có lương thì mình sẽ dựa vào cái mức lương cơ sở đó. Cái mức lương cơ sở thì các anh chị biết rồi, đó là 1.490.000 đồng. Còn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, họ đã đi làm, họ có cái tiền lương tháng thì sẽ đóng dựa vào cái tiền lương tháng. Rồi, hoặc là đại biểu quốc hội nè, hoặc là trẻ em dưới 6 tuổi cũng là do ngân sách nhà nước đóng nè. Đó, hộ thuộc hộ gia đình nghèo nè, cũng là do ngân sách nhà nước đóng, thì ở đây cũng tính là 4,5% trên cái mức lương cơ sở. Rồi, nhóm mà do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng có nghĩa là thuộc hộ gia đình, ví dụ như hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình cận nghèo có nghĩa là hỗ trợ một phần. Hoặc là học sinh sinh viên nè, đó, học sinh sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp mà có mức sống trung bình thì họ sẽ thuộc cái nhóm 4 là nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng ha. Thì ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một phần, rồi phần còn lại thì họ sẽ tự đóng đó. Thì các anh chị chú ý là mình khi mà mình học thì các anh chị phải biết được là cái đối tượng này thì nó thuộc ở cái nhóm nào. Chẳng hạn như khi mình nói tới nó thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình cận nghèo thì thuộc cái nhóm số 4. Còn nếu mà hộ gia đình nghèo á, ở đây, đây hộ gia đình nghèo nè, thì là thuộc nhóm số 3, có nghĩa là hộ gia đình nghèo thì sẽ được ngân sách nhà nước đóng 100%. Nào 100% luôn. Còn hộ gia đình cận nghèo thì nó thuộc nhóm số 4, tại vì nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng, hỗ trợ một phần thôi, phần còn lại là tự đóng.
học sinh sinh viên cũng vậy, hoặc là thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình cũng vậy. Đó, thì khi mình học thì mình phải xác định là nó thuộc nhóm số mấy. Ha, chẳng hạn như là người lao động mà làm trong việc trong các cái doanh nghiệp thì họ sẽ thuộc nhóm số 1, có nghĩa là vừa người lao động và vừa doanh nghiệp đóng. Đó, nếu như mà những người mà nghỉ lương hưu hoặc là hưởng cái tiền trợ cấp tai nạn lao động đó, hoặc là hưởng chế độ ốm đau và nghỉ thai sản vân vân thì sẽ do bảo hiểm xã hội đóng, đúng không? Rồi hoặc là sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên học ở các cái trường quân đội, cảnh sát đó, hoặc là trẻ em dưới 6 tuổi ha, hoặc là hộ gia đình nghèo ha, thì sẽ là thuộc nhóm 3. Có nghĩa là nhóm 3 là cái nhóm mà ngân sách nhà nước sẽ đóng 100% luôn. Còn cái nhóm 4 là ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một phần, có nghĩa là sẽ đóng một phần. Ví dụ như là hộ gia đình cận nghèo nè. Đó, ví dụ như là học sinh sinh viên nè, ví dụ như là hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở mức sống trung bình. Rồi mức 5 là mức nhóm 5 là cái nhóm sẽ đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Theo hộ gia đình. Rồi nhóm 6 là nhóm mà do người sử dụng lao động đóng. Như vậy có nghĩa là nhóm 6 là toàn bộ 100% là do người sử dụng lao động đóng, chứ người lao động sẽ không đóng. Ví dụ như là thân nhân của công nhân viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, hoặc là thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong công an nhân dân. Đó. Thì các anh chị thấy là nhóm 6 ở đây là cái nhóm là do người sử dụng lao động sẽ đóng toàn bộ 4,5%, chứ không có chia ra giống như nhóm 1. Nhóm 1. Đó, thì ví dụ như các anh chị đang đi làm cũng vậy, đúng không? Thì mình ví dụ mình thuộc nhóm 1 là mình sẽ phải đóng 1,5% và doanh nghiệp sẽ đóng 3% đó, trên cái tiền lương để mà đóng cái tiền bảo hiểm y tế. Đó, cho nên là ở trong cái nhóm mà hỗ trợ mức đóng đó các anh chị là cái nhóm số mấy? Nhóm số mấy là được nhà nước hỗ trợ mức đóng? Nhóm số 4. Đúng không? Các chị nhớ không? Số 4. Nhóm số 4 là cái nhóm mà hỗ trợ đóng. Thì ở đây là cụ thể thì sẽ là hỗ trợ bao nhiêu? Thì các anh chị thấy là nếu như mà hộ gia đình cận nghèo, đang cận nghèo mà sinh sống tại các huyện nghèo nữa thì hỗ trợ 100% luôn. Còn nếu mà bình thường hộ gia đình cận nghèo sống ở các cái khu vực khác, không phải là ở những cái huyện nghèo mà ở những cái khu vực khác, thì sẽ được hỗ trợ tối thiểu là 70%. Như vậy mức hỗ trợ tối thiểu là 70%. Còn đối với học sinh sinh viên thì cũng được hỗ trợ và tối thiểu là 30%. Gia đình làm nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình thì hỗ trợ tối thiểu là 30%. Đó. Nhưng mà tuy nhiên là đối với cái hình thức mà đóng theo hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình tối thiểu 30% á, thì cái mức đóng nó các anh chị tính ra thì các anh chị sẽ thấy nó cao hơn so với cái mức đóng theo hộ gia đình, cho nên là người ta vẫn ưu tiên người ta đóng theo cái hình thức là hộ gia đình hơn, tại vì cái mức đóng theo hộ gia đình nó sẽ thấp hơn. Đó. Rồi như vậy đây là các anh chị thấy là cái mức hỗ trợ ha, mình đang phân tích ở cái nhóm số 4, có nghĩa là ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một phần, phần còn lại sẽ tự đóng. Đó, học sinh sinh viên sẽ được hỗ trợ tối thiểu là 30%. Cho nên ví dụ như trong cái câu hỏi, trong cái đề thi hoặc là đề kiểm tra hỏi đến cái phần hỗ trợ, cái phần mà mức đóng thì các anh chị cũng phải tự tính được. Chẳng hạn như bây giờ cái câu hỏi đưa ra là gì? Cái hãy tính cái tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh hoặc là sinh viên đi ha, sinh viên sinh viên phải đóng cái tiền bảo hiểm y tế một năm là bao nhiêu nếu như mà nhà nước hỗ trợ là 30%. Thì các anh chị tính được không? Ai xung phong? Sinh viên sẽ phải đóng, sinh viên đóng tiền bảo hiểm y tế một năm là bao nhiêu nếu nhà nước hỗ trợ 30%? Như vậy mình sẽ tính như thế nào?
Rồi mời chị Cẩm Thu. Dạ thưa cô ạ. Em sẽ lấy cái mức lương cơ sở là 1.490.000 nhân cho 4.5% nhân cho 12 tháng và được hỗ trợ 30% thì sẽ còn lại 70%. Em sẽ nhân cho 70%. Tổng số tiền đóng là 563.220 đồng ạ. Rồi, như vậy có nghĩa là mình sẽ tính trên cái mức lương cơ sở ha. Học sinh sinh viên thì bên đây là mình tính trên cái mức lương cơ sở thôi. Đó. Chứ đâu có lương đâu đúng không? Ví dụ như sinh viên ở đây đi học thì mình sẽ tính dựa trên cái mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Mình sẽ nhân với 4.5% đó là cái mức đóng bảo hiểm y tế. Nếu như một tháng thì mình sẽ nhân lên với 12 tháng. Và được nhà nước hỗ trợ 30% cho nên mình sẽ nhân với 70% là cái phần mà mình phải đóng. Đó, như vậy thì chị Thu ha đã trả lời đúng về cái phần đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên trong trường hợp mà được nhà nước hỗ trợ 30%. Đó, như vậy tóm lại là các anh chị phải xác định được là đối tượng đó là thuộc nhóm nào. Nếu như là học sinh sinh viên thì thuộc nhóm số mấy các anh chị? Thuộc nhóm số 3. Đúng không? Thuộc nhóm số 4 ha, học sinh sinh viên là thuộc nhóm số 4. Đó, nếu như mà đó là chiến sĩ, công an đó, hoặc là trẻ em dưới 6 tuổi thì là thuộc nhóm số mấy các anh chị? Nhóm số 5. Dạ nhóm số 3 hả cô? Nhóm số 3 ha. Còn cái nhóm mà ví dụ như là những người mà hưởng lương hưu, nghỉ hưu đó, hoặc là hưởng cái tiền trợ cấp thất nghiệp đó, hoặc là hưởng chế độ ốm đau hoặc là nghỉ thai sản thì những cái người đó sẽ được cơ quan nào đóng cái tiền bảo hiểm y tế và thuộc nhóm số mấy? Cô nhóm số 2 do hiểm tổ chức bảo hiểm xã hội đóng đó cô. Họ thì sẽ thuộc nhóm số 2 là do bảo hiểm xã hội đóng ha, bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế nha. Rồi đó, như vậy thì các anh chị phải xác định được là thuộc nhóm nào. Rồi, như vậy thì ở đây ha, các anh chị thấy là cái thời hạn của thẻ bảo hiểm y tế nè. Thì xong mình không ôm thì nhiều khi là làm điểm thấp á, mà thấp hai bài, đó là bài bảo hiểm y tế và bài tổ chức y tế, hai bài. Hai bài được đăng ở trên tuần 5 đó các anh chị. Rồi, như vậy thì buổi học hôm nay là kết thúc. Thì nếu mà các anh chị không có hỏi gì thì mình sẽ nghỉ nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, rồi.